Chúng ta trở lại bài viết của tác giả James Gorey. Ông ta đã viết trên blog của mình được mang tên là bananarepublic.com. Với tựa đề lời hứa trường tồn về lễ Giáng sinh. Cái lời Giáng sinh đầu tiên được tổ chức với lòng nhân hậu, lòng biết ơn và niềm quân hoan hoan tuyệt vời khi đấng với lời hứa cứu thế đã được ra đời. Lời hứa đó không thể nào phá vỡ. Giáng sinh đến. Nhưng liệu chúng ta có còn tôn trọng và thừa nhận những điều đó cách đây chúng ta làm 20 năm, 30 năm, thậm chí 50 năm trước không? Hầu hết chúng ta đều biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Tất nhiên một số người theo đạo Cơ Đốc giáo của Mỹ vẫn tiếp tục làm như vậy. Nhưng cái số lượng những người không làm như vậy cũng đã tăng lên nhanh chóng. Không chỉ vì cử lễ Giáng sinh đã giảm sút mà còn cả cái niềm tin. Sự hiểu biết về liên quan của thông điệp Giáng sinh cũng như vậy. Người Mỹ đang gần lũ lượt để rời bỏ cái đức tin Kitô giáo. Sự trỗi dậy và suy yếu của đạo Thiên Chúa. Theo nghĩa vĩ mô, việc tôn vinh cái đất cứu thế đã làm suy yếu hầu hết ở quốc gia, ngoại trừ Trung Cộng, Iran và một số quốc gia Trung Phi. Không phải ngẫu nhiên mà Hồi giáo lại phát triển mạnh mẽ tại những quốc gia bức hại cái Thiên Chúa giáo nhiều nhất. Ngược lại ở phương Tây, sự suy yếu của Thiên Chúa giáo cũng được ghi chép một cách rõ ràng. Bất kỳ người quan sát nào cũng có thể thấy rằng cái lễ Giáng sinh và mục đích của sự ra đời đất Chúa, đấng Ngài đã bị coi nhẹ, đã bị mô tả sai, đã bị thương mại hóa, tình dục hóa, chính trị hóa và thậm chí đã bị ác quỷ hóa bởi cái văn hóa đại chúng. Cái gọi là nhà thờ Thiên Chúa giáo như giáo hội Anh Quốc. Thật vậy, sự công nhận và thừa nhận của xã hội về sự ra đời của Chúa, những gì Ngài đã làm trên trái đất này, cái bản chất thiêng liêng của Ngài, những cái lời hứa về cuộc sống vĩnh cửu, hầu như không tồn tại trong nền tự do dân chủ, vốn được thành lập trên đức tin Cơ Đốc giáo. Phải chăng cái điều có ý nghĩa là cái lời hứa của lễ Giáng sinh và quan trọng hơn là lời hứa của Chúa với người theo Ngài là đúng không? Hoàn toàn không phải như vậy. Trên thực tế, Ngài đã thực hiện nhiều cái lời hứa mà chúng ta liên quan đến sứ mệnh của Ngài trên đất nước, trên trái đất này. Và thực tế cũng cho thấy cách hầu hết người dân trên cái thế giới tiếp nhận chúng hoặc thay vào đó là từ chối thực hiện. Cái lời hứa của Ngài là ai tin Ngài sẽ được sống vĩnh cửu là một trong cái lời hứa quan trọng và nổi tiếng nhất. Mặc dù còn nhiều cái lời hứa đáng nhớ khác của Ngài và về Ngài. Đây chỉ là một vài cái ví dụ. Như là con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn để lấy cái chiên con để đặng dùng làm cái lễ thiêu. Cái mạng sống của Isaac được tha. Thêm nữa là 700 năm trước cái lễ Giáng sinh, nhà tiên tri Do Thái Ê-sa đã công bố sự ra đời của Chúa Giê-xu và sứ mệnh của Chúa. Vì có một con trẻ sinh ra cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, cái quyền cai trị sẽ nảy trên cái vai của Ngài, sẽ được xứng đáng là đất lạ lùng, đất mưu lượng và đất Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời và Chúa bình an. Khoảng 200 năm sau, trước khoảng 3530 năm trước công nguyên, nhà tiên tri Adanian cũng đã cho biết chúng ta đã xác và năm Chúa Giê-xu. Rồi cuối cùng đầu trước kỷ công nguyên, tiên tri cũng đặt ra nhiều cái lời hứa của Chúa Giê-xu với tín hữu. Thì đây là cái bài viết mà tác giả đã đi vào rất sâu và cái lời hứa của ngày lễ Giáng sinh. Nó cũng giống như chúng ta nhìn một đứa trẻ thấy một lời hứa về một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng ta sẽ nhìn vào cái lời hứa về lễ Giáng sinh đầu tiên và biết rằng tương lai sẽ được biết trước và được định sẵn hoàn toàn thuộc về đấng đã tạo ra nó. Rồi cái đảng dân chủ gần như đã lạc lối trong những năm gần đây. Cái sự lạc lối là gì?
là về kinh tế, về vấn đề tôn giáo và kể cả luôn nhiều thứ khác nhau mà họ đã đi quá xa, họ đã xa rời cái tôn giáo tại cái nước Mỹ chúng ta. Trong bối cảnh đó, những biến dạng mà chúng ta thấy trong cách tổ chức Giáng sinh ngày nay, mặc dù có thể gây nản lòng với những kẻ mạo danh về ý nghĩa thật sự, họ có xúc phạm và làm lệch hướng cái sự cảm nhận của chúng ta khỏi ý nghĩa thật sự hay không? Đối với một người, đối với một số người trong chúng ta có lẽ đúng là như vậy. Đồng thời sự nỗ lực rất mạnh mẽ và mãnh liệt để thực hiện cái sự lừa dối đấy. Theo một cách nào đó cho thấy sự mạnh mẽ và trường tồn của lời hứa về lễ Giáng sinh thật sự như thế nào. Nếu mà nhìn cái câu thoại nó có câu chuyện nó cụ thể đó, chúng ta hãy nhìn cái so sánh cái đoạn video clip mà cái Giáng sinh mà chính quyền của ông Biden đưa ra, mấy con khùng nhảy tưng 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 ở trong nhà tòa bạch ốc, thì chúng ta thấy cái sự khác biệt như thế nào mà trong cái decoration Giáng sinh tại một khu vực quan trọng, một cái nơi mà lãnh đạo của nước Mỹ chúng ta 50 cái tiểu bang nhìn vào cái đoạn video clip đó, thì tôi thật lòng chúng ta không thể nào mà khen được cái từ gì cả, và nó cũng chẳng đem cái ý nghĩa gì cả, và cái sự lệch lạc của cái đảng Dân Chủ của nước Mỹ như thế nào. Đồng thời những nỗ lực rất mạnh mẽ để thực hiện sự lừa dối như vậy theo một cách nào đó cho tới sự mạnh mẽ trừng trồng theo nghĩa vi mô hoặc cá nhân. Cái câu trả lời cho việc lễ Giáng sinh có còn phù hợp hay không, giống như hầu hết mọi thứ được sống và tùy thuộc vào mỗi chúng ta. Nhờ đó chúng ta hãy đón nhận cái lời hứa của một hài nhi Giáng sinh gần 2.000 năm trước và chúc mừng nhau một cách biết ơn. Ok quý vị, một Giáng sinh thật là an lành, mặc dù với thời của đảng Dân Chủ, các tổ chức Giáng sinh của chúng ta cũng sự thay đổi rất nhiều. Thì không biết rằng quý vị trên live chat cảm giác như thế nào, nhưng năm nay tôi cảm giác rằng là nhưng mà chắc chúng ta thôi quý vị ơi, tôi nghĩ chứ chúng ta không làm ra tiền, chúng ta cảm thấy là năm nay cái Giáng sinh chúng ta rất là gói gọn trong cái niềm tin của tôn giáo, thì thật sự Phật giáo hay là Thiên Chúa giáo vân vân. Thì nhưng mà tôi thấy rất là nhiều người cũng rất cũng còn rất là chi tiêu và chi xài, nhưng cũng đi du lịch, đi chơi, đi Las Vegas rồi đi San Francisco rồi đi đu trò, nhiều người cũng shopping toàn hàng hiệu, không có thể là chúng ta, có thể là chúng ta hết tiền là chúng ta chúng ta đang thắt chặt lại, nhưng mà nhiều người họ rất là giàu có. Và tôi cũng biết chẳng cái diễn cảnh như thế nào luôn, giờ tôi cũng chẳng biết rằng là nó thực tế hay là nó giả tạo hay là nó làm sao sao, chứ thật sự tôi cảm giác rằng là cái nền kinh tế của Mỹ đó, nhìn vào nhìn trong nhìn ra nhìn tới nhìn luôn, nó không có cái gì nó make sense cả, khi mà cái thu nhập nó vẫn chưa chắc có sự ổn định và sự chi tiêu rất là nhiều người. Ok, chị Hân Trương nói gì đây, hai vợ chồng đi chợ Target với Walmart hết $500 trong vòng 3 tiếng, chị cũng gan quá ha, $500 trong vòng 3 tiếng, toàn là mua rác từ Trung Cộng, không phải không? Đại là như vậy. Cái thông điệp của Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân 45 của Hoa Kỳ đó, trên cái trang mạng của Facebook hay là trang mạng của The True Social đó quý vị, vẫn tiếp tục rất là tuyệt vời nha. Vì nào muốn xem cái đoạn clip đó thì vào cái trang mạng True Social của Tổng thống Trump. Ok, số điện thoại của chương trình là 657-600-8888.